Thiên Hà xin kính chào quý khán giả của Việt TV Canada. Mời quý vị theo dõi phần tin tức Canada ngày 11 tháng 12 có những tin đáng chú ý như sau. Thời báo thay mặt cộng đồng người Việt tại Canada trao tặng tiền cứu trợ người tị nạn Syria cho Red Cross Canada. Sáng ngày 9 tháng 12 năm 2015, tại trụ sở của Hiệp hội Hồng Thập tự Canada, tọa lạc tại số 5700 King Cross Court, Mississauga, đã diễn ra buổi lễ trao tặng tiền cứu trợ từ Quỹ Cộng đồng Thời báo đến Hiệp hội Hồng Thập tự Canada để giúp đỡ những người tị nạn Syria. Ngay sau khi ông Tổng trưởng Bộ Phát triển Quốc tế Christian Paradis công bố thiết lập Quỹ Cứu trợ Khẩn cấp Người Syria tị nạn, trong tinh thần thương thân tương ái, Quỹ Cộng đồng Thời báo đã nhanh chóng hưởng ứng tổ chức cuộc vận động quyên góp từ bạn đọc Thời báo, từ những nhà hảo tâm. Cuộc vận động được bắt đầu từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015. Tổng kết số tiền quyên góp được là 19.325 đô la. Số tiền trên đã được cô Thanh Trang, đại diện Thời báo, trao tặng tay bà Susan Lankin, giám đốc Hiệp hội Đồng Thập tự toàn tỉnh bang Ontario, Canada. Đại diện Thời báo và Hồng Thập tự Canada đã có lời cảm ơn đến tất cả những tấm lòng vàng của bạn đọc Thời báo cũng như của cộng đồng người Việt tại Canada.